sao không con? Dạ con không sao. Mày ra kia. Mày gì hả? Mày nè. Con người có sao không con? Dạ không sao hết. Có sao không? Con cảm ơn gì nha dì. Dạ con không sao. Không có gì đâu. Thôi con đưa thằng nhỏ về đi con. Dạ dạ con cảm ơn gì. Con cảm ơn bà. Mai thương nhớ. À, chào cậu. Hôm nay dì nộp đơn xin là bảo mẫu đúng không? À, dạ, dạ đúng rồi cậu. Dì đã làm công việc này bao giờ chưa? Dạ, tôi làm việc này cũng nhiều lắm rồi cậu. Ừ, tốt lắm. Vậy ngày mai dì có thể làm được chưa? Dạ được cậu. Công việc đơn giản thôi, chỉ cần đưa đón con trai tôi đi học. Ngoài ra dì vẫn làm công ty tiếp tục. Dạ, tôi biết rồi cậu. Cảm ơn cậu nhiều nha. Ừ, thôi dì vô làm việc đi. Dạ. Được rồi. Bảo mẫu, chỉ cần các cô không đến công ty tối như phỏng vấn thì mỗi cô sẽ có gần này tiền. Mấy cô có đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý, nhưng với một điều kiện, mấy cô không được tiết lộ chuyện này ra. Rồi, nhớ mà. Đây của cô. Cảm ơn nha. Dạ cảm ơn. Tối như thiên dưỡng đã đến lúc các người phải trả giá rồi. Dạ, cảm ơn. Tôi cảm ơn hai người nhiều nha. Cảm ơn dạ, chị. Dạ, con cảm ơn gì. Dạ, được rồi. Dạ, em về luôn chị. Mẹ, lát nữa sẽ có bảo mẫu tới đưa Thiên Ân đi học. Con đã thuê được rồi. Ủa, gì kỳ vậy anh? Nhà mình bổ hết người rồi hả? Ví dụ anh chị với cô chú mà có bận á, thì còn em với bác tài xế. Có việc gì anh nói với tụi em một tiếng cũng được vậy. Bác Tài đưa Thiên Ân đi học đó, thì ai chở bà tôi đi làm? Còn cô nữa, ai thay cô đi chợ nấu cơm? Chợ chị ơi, nấu cũng đâu có ai ăn đâu. Mình em ăn hoài bụng chết. Bảo mẫu đó như thế nào? Xuất thân, sức khỏe có tốt không? Bao nhiêu tuổi con? Dạ, dì ấy là lao công của công ty mình đó mẹ. Sao lại là lao công? Bảo mẫu chuyên nghiệp thiếu gì? Mẹ nói đúng đó. Bà cũng già rồi, ôm một lúc hai việc như vậy làm sao mà kham cho nổi hả? Không sao đâu, dì ấy tuy là lớn tuổi nhưng mà sức khỏe rất là tốt, cũng có kinh nghiệm làm bảo mẫu. Còn làm cùng lúc hai việc, con nghĩ có thể linh động được mẹ. Giờ đưa Thiên Ân đi học thì chưa tới giờ làm của công ty. Giờ đón Thiên Ân á, cũng là giờ con tan sở rồi. Nhưng nghe thấy hai từ lao công mẹ thấy sao sao á? Thiên hạ nhìn vô lại nói gia đình mình tiết kiệm thuê lao công làm bảo mẫu. Ý, ngoại nói sai rồi đó nha. Lao công là cái nghề sạch sẽ nhất luôn á. Tại vì người ta luôn dọn dẹp, môi trường sạch sẽ gọn gàng mà. Thì Ngân nó nói đúng á cô. Sao nhìn con? Thì Ngân nó nói hay thì con khen thôi mà. Cô bếp xếp đi nha. Nói một hồi tôi trừ lương cô bây giờ. Cắt luôn chứ trừ làm gì. Kỳ nha, con ở nhà này 10 năm rồi á, không thêm thì thôi mà cứ đòi cắt bớt hoài. Chơi kỳ quá. Con không chơi với mọi người nữa đâu. Ủa? Thôi ăn đi con đi học nữa. Dạ.